lực lớn nhất chờ đợi huấn luyện viên Trussi từ khi đến Việt Nam. Ông Trussi sẽ huấn luyện xen kẽ hai đội tuyển cho 4 mục tiêu trong 8 tháng tới, mà ở sân chơi nào, áp lực dành cho bóng đá Việt Nam cũng ở mức cao. Thử thách. Sau quãng khởi động nhẹ nhàng với vỏn vẹn một giải đấu chính thức trong 6 tháng đầu tiên, SEA Games 32, huấn luyện viên Philippe Trussi sẽ bước vào vòng quay khốc liệt của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, với những giải đấu dồn dập từ tháng 9 năm 2023 đến giữa năm 2024. U23 Việt Nam sẽ tập trung để dự vòng loại U23 châu Á 2024, diễn ra trong tháng 9 trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Trussi nằm chung bảng với U23 Singapore, U23 Yemen và U23 đảo Guam. Đây là vòng bảng tương đối dễ thở với U23 Việt Nam. Cộng với ưu thế sân nhà, đội bóng của huấn luyện viên Trussi không chỉ được chờ đợi giành vé, mà còn thể hiện lối chơi thuyết phục, đúng với triết lý mà chiến lược gia người Pháp đã nhào nặn. Trong tháng 9, bên cạnh vòng loại U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Trussi còn cùng đội tuyển Việt Nam đá từ 1 đến 2 trận giao hữu. Trong đó cuộc so tài với đội tuyển Palestine đã được chốt lịch. Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ so tài với Úc để tích lũy thêm kinh nghiệm cho vòng loại World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu quan trọng nhất mang tên vòng loại 2 World Cup 2026 từ tháng 11. 2023 đến tháng 6 năm 2024, với 6 trận đấu gặp Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp play-off giữa Indonesia và Brunei. Xen giữa hành trình ở vòng loại 2, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu ASEAN Cup 2023 vào tháng 1 năm 2024, nơi thầy trò ông Trussi chung bảng với Nhật Bản, Iraq, Indonesia. Đây là bảng đấu khó khăn, bởi Nhật Bản là đương kim Á quân châu Á, đã chứng minh thực lực ở các giải tầm cỡ thế giới. Ở World Cup 2022, đội bóng của huấn luyện viên Hajim Moriyasu thậm chí đánh bại cả Đức và Tây Ban Nha, chỉ thua Croatia trên chấm đá luân lưu. Iraq vẫn là ông lớn Tây Á khi thường xuyên góp mặt ở vòng loại 3 World Cup, còn Indonesia luôn giàu tham vọng. Trong trường hợp giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Trussi cùng học trò sẽ tranh tài ở Qatar vào tháng 4 năm 2024, với mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo dành cho các đội vô địch, Á quân và hạng 3. Như vậy, rất nhiều mục tiêu đang chờ đợi phù thủy trắng trong gần một năm tới. Huấn luyện viên Trussi gặp thuận lợi khi U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối nhàn ở vòng loại U23 châu Á. Trước những đối thủ dưới tầm, Khuất Văn Khang cùng đồng đội có lẽ không khó giành vé dự vòng chung kết. Vấn đề thực sự sẽ chỉ nằm ở vòng chung kết sang năm, khi người hâm mộ dường như chờ đợi U23 Việt Nam ít nhất góp mặt ở tứ kết như năm 2022. Đội tuyển Việt Nam cũng nằm ở bảng đấu vừa sức ở vòng loại 2 World Cup 2026. So với vòng loại 2 World Cup 2022, nơi đội tuyển Việt Nam phải so tài UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, bảng đấu trước mắt được đánh giá dễ hơn. Số lượng đối thủ giảm từ 4 xuống 3, độ khó cũng giảm dần. Iraq và UAE ngang tầm, trong khi Philippines khó sánh được với Thái Lan, Malaysia mà đội tuyển Việt Nam từng đối đầu 4 năm trước. Indonesia sẽ là chướng ngại đáng gờm, nhưng dưới thời ông Shin Tae-yong, đội bóng xứ vạn đảo cứ gặp Việt Nam là từ hòa đến thua, không ghi được bàn thắng nào. Tuy nhiên, huấn luyện viên Trussi vẫn có bất lợi. Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn hình thành và xây dựng lối chơi dựa trên triết lý mới, con người mới. Hai trận đấu giao hữu hồi tháng 6 cho thấy các cầu thủ đang bắt nhịp tốt với yêu cầu của huấn luyện viên Trussi, nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam còn phải sửa chữa, cải thiện nhiều. Khả năng phòng ngự, giữ cự ly đội hình khi tràn lên tấn công, hay xử lý quyết đoán trong vòng cấm, tất cả đều chưa tròn trịa. Để xây dựng lối chơi, ông Trussi cần con người phù hợp và thời gian nhào nặn. Về nhân tố phù hợp, phù thủy trắng đề xuất xây dựng nhiều lứa trẻ và huấn luyện đồng thời, như việc duy trì song song hai đội U23 Việt Nam. Đồng thời liên tục đến các sân bóng ở V-League để tìm kiếm cầu thủ mới. Với tấm lưới mở rộng, huấn luyện viên người Pháp muốn tận dụng những tiềm năng quý giá nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng thời gian huấn luyện có lẽ không dư dả để ông Trussi xây dựng lối chơi. Đội tuyển Việt Nam sẽ không còn đợt tập trung dài hạn nào khi V-League đổi sang thể thức đá theo lịch châu Âu.
Các cầu thủ chỉ có một vài đợt huấn luyện ngắn ngày theo lịch FIFA và AFC. Tận dụng thời gian ít ỏi để nhào nặn lối đá phù hợp thế nào, đó sẽ là thử thách cho bản lĩnh cầm quân của huấn luyện viên Trussi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.